Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Shop Loa Thiết Đồ Cũ. Thì lâu lắm vừa rồi mình mới lên sóng. Video này có thể là sẽ là cái video cuối cùng của năm. Mình cũng chưa chắc là có thể cuối cùng hay không, nhưng mà cũng cận Tết rồi nên là mình muốn lên sóng để chúc anh em một cái Tết vui vẻ, một cái Tết đoàn viên, một cái Tết ấm no thực sự khi mà anh em đã vượt qua cái một cái năm khó khăn vừa rồi. Mình cũng rất là khó khăn nhưng mà cũng rất mừng là những tháng cuối năm thì cũng công việc cũng thuận lợi hơn một xíu, thì cũng nhờ tất cả đều nhờ sự giúp đỡ và nhờ cái sự ủng hộ của anh em. Thì nhân tiện đây thì cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã ủng hộ cái shop loa Thiết Đồ Cũ trong cái thời gian qua. Thì như hôm trước mình đã có một đăng một cái video thông báo, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mà xả hàng, xả đồng loạt tất cả các sản phẩm luôn. Có những sản phẩm mình giảm tới 20%, thì mình như mình đã nói ở trên á, thì anh em cùng chưa theo dõi xem cùng mình xem là ví dụ như biết đâu lại tìm được những cái sản phẩm mà phù hợp với cái mong muốn, phù hợp với lại cái nhu cầu hiện có của anh em thì sao, biết đâu được đúng không? Thì cũng hy vọng là qua năm mới thì sẽ có được nhiều, mình sẽ về được nhiều cái mặt hàng hơn để đáp ứng cái nhu cầu chế cháo loa nghe nhạc, hoặc là những nhu cầu chế cháo về những thiết bị âm thanh của anh em. Thì hiện tại thì cái năm vừa rồi thì cũng có một số cái hạn chế, cũng mong anh em thông cảm. Qua năm thì mình cũng nhận được tin là qua năm thì mình có về được cái sản phẩm đó là cái loa không màng. Đó, rất nhiều anh em cuối năm vừa rồi hỏi cái loa không màng mình cố gắng về trong năm nhưng mà không có về hàng được trong năm. Thì năm sau đảm bảo, mình hứa, xin hứa với anh em là năm sau sẽ có loa không màng cho anh em ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng xem thử xem là ngày hôm nay video ngày hôm nay có những gì, anh em cùng theo dõi nhé. Bây giờ thì ta sẽ cùng điểm qua xem là cái video ngày hôm nay sẽ có những cái sản phẩm gì nha anh em. Ở đây là cái khu vực để loa súp này. Đây là loa súp đường kính 27 cm này, 30 cm của Sony này. Kia là 20 cm của Epiphone này. Ở trên kia là 22 cm và loa cánh 16 của Hyundai. Loa cánh zin ấy. Rồi, ở đây là loa cánh 16, loa đồng trục nâng cấp 16 cm của JBL. Đây là cái loa cánh 16 của JBL luôn, mã là 605CSQ, màng carbon. Đây là loa bass nha anh em. Đây là loa bass Sony. Đây là loa mid bass 10, 10 cm, có cả toàn dải lẫn bass nha anh em. Đây là cái loa center của Apai, có center đồng trục nha, có chép ở giữa. Và đây là cái loa chép loa Bluetooth, ở dưới thì là cái loa rời rất là nhiều. Đây là cái loa trung tâm, loa center của JBL, mã 6 GX328. Đây là loa chép của Kenwood, 3 đường tiếng, 2 đường tiếng, tháo loa đồng trục, chép GTO theo cái loa GTO 609C. Đây là chép JBL, cũng tháo loa đồng trục nhưng mà cái loại loa đồng trục hình oval. Đây là chép Powerwaking của giống nó giống như cái Hackman á của xe BMW. Đây là cái chép BMW, các anh em không còn xa lạ gì nữa rồi. Đó. Đây là mấy phụ kiện xe mới về, một phụ kiện phát gắn cánh cửa, rồi cái mặt lưới. Đây là phân tần GTO, phân tần GTO của JBL, hai đường tiếng nha anh em. Đây là phân tần Sony. Và đây là cái loa loa Amazon Echo Show 5. Đây là cái sản phẩm mới chưa chưa có trên cái video này, chưa từng có trên video này. Đây là cái loa mid của Yamaha 6 ohm. Đây là loa mid nha anh em. Ui, nó từ lực từ nó mạnh quá. Loa trung á nó chỉ có lời thôi nha anh em. Đó, chắc mình sẽ quay chi tiết. Đó. Ở trên này sẽ là cái loa sub Epiphone 27 cm, mình bọc lại tại ở chỗ mình rất là bụi. Hàng này là hàng đẹp nha anh em. Hàng mà hàng có trầy xước rồi, càng cũ hơn thì mình hết hàng rồi. Đây là cái súp của Land Rover. Súp Land Rover. Ở trên này là cái đèn led nháy 7 màu. Đó. Kia là cái loa bộ 6532EX full box. Đây là súp 20 mới mới về, loại khác nha anh em. Đây là cặp 6520 đồng trục. Đây là cặp của Hyundai này,
Cặp loa zin của Hyundai từ lớn này, từ nhỏ này. Đó. Đây là xếp 22 này. 22 thì khách đổi lại một cặp. Nên là còn lại. Đây cũng còn sót lại một cái do mà hôm bữa lọt đâu không biết, giờ mình mới lôi ra được. Đó, đây là mấy cái phụ kiện của xe. Mặt mặt nạ của loa. Rồi. Đây là chép. Loa chép của Sony. Chép xe Hyundai. À cái này chắc là video này mình sẽ làm quà tặng nhá. Con này mình sẽ làm quà tặng nhá. Đây là chép nữa này. Rồi đó, anh em sơ qua một lượt anh em cũng biết là hôm video hôm nay ngày hôm nay có những gì. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết, giới thiệu chi tiết từng sản phẩm và test từng cái sản phẩm cho anh em nhé. Rồi xem là mỗi cái sản phẩm hôm nay sẽ giảm giá bao nhiêu, giảm như thế nào và chính sách vận chuyển ở cuối năm như thế nào ha. Rồi anh em cùng theo dõi nhé. Ta sẽ xem trước mấy cái củ loa súp đầu tiên nha anh em. Thì đây là cái củ loa súp của Opai thì phải, mình cũng không rõ tại vì hàng nhập chung một lô với lại mấy cái súp Opai á, đợt này có về chung mấy cái súp Opai nên là hình như cái này của Opai luôn thì phải, tại vì cái ngôn ngữ thiết kế của Opai á, anh em nhìn cái màng loa này, nhìn cái màng loa này, cái gân của cái màng loa của Opai thiết kế đặc biệt lắm, nó anh ấy ánh đó. Giống như là vừa là giấy mà lại vừa có một cái lớp gì đó ni lông thì phải đó. Nó có thêm một cái ngôn ngữ thiết kế nó riêng biệt lắm, nhìn vào là biết liền là cái củ loa của Opai rất chỉ là dày nha, rất chỉ là dày, củ loa cực kỳ nặng luôn. Đây thì cái đường kính của con này á, anh em mình sẽ đo trực tiếp cho anh em luôn, đường kính của nó là 27 cm, sẽ bằng cái củ loa Opai mà có gân sắt kia. Nhưng mà con này thì công suất cao hơn nha. Con này từ thường nhưng mà công suất cao hơn nha. Rồi con này vành loa là 23.5 23.5. Đó. Cái gân á thì nó dày, nó rộng cỡ chừng gần 2 phân. Đó. Bề cao thì nó rơi vào tầm 13 cm, cao 13 cm. Để mình sẽ đo củ từ cho anh em này. Củ từ là dày 3.5 cm. Bề ngang là 11.5, gần 12. Và cái chỗ này chắc là coi đây. Coi 5.5. 5.5, 5.7, 5.7. Chắc là coi thôi. Đoán vậy. Thực ra là loa xe hơi mình không bao giờ mình đo coi. Lý do là cái công suất của mấy cái loa xe hơi nó làm đặc biệt lắm, làm khác với lại mấy cái loa gia đình nên là nhiều em mình ít khi mà đo coi lắm, tại vì những cái loa nhỏ xíu à, công suất nó cao, hãng làm nó sẽ phải khác. Ở đây thì coi đôi nha anh em, mỗi một coi, mỗi một cái coi như thế này thì cái trở kháng của nó là 3 ohm, anh em đấu nối tiếp lại nó sẽ thành 6 ohm nha anh em. Đó, y chang như cái súp 27 cm, mặt lưới giống thế này nhưng mà là loại khác nha. Đó thì con này mình đang bán giá là 900 ngàn một con nha anh em, 900 ngàn một con, 1 triệu 8 một cặp. Con này mua hai chiếc thì cũng sẽ không giảm giá được, nhưng mà mình sẽ hỗ trợ phí vận chuyển cho anh em. Con này rất là nặng nha, con này nặng 3 kg lận nha anh em, rất nặng nha, sẽ đo trực tiếp luôn cho anh em xem này. Đây một loa này, đó một loa là 3 kg nha, rất nặng nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Con này là 900 ngàn một loa nha, 900 ngàn là một loa chứ không phải một cặp nha anh em. Thì cái video test thì mình sẽ xin phép là sẽ test ở ngày hôm sau, có thể là sẽ ở cuối video hoặc là ở video sau mình sẽ test cụ thể cho anh em. Còn giờ thì cũng tối rồi nên mình sẽ không có test được nữa, với lại cũng không có thùng nên là mình sẽ test ở bên ngoài thôi, test bằng ly, test ở ngoài thôi nha anh em. Đó, con này nguyên bản của nó là súp xe hơi, tất cả các súp ở đây của mình là súp xe hơi nha. Anh em nào về làm loa gia đình á thì rất là ok, nghe lực hay, nhưng mà lưu ý nha, phải dùng âm ly nha. Mấy con này phải dùng âm ly hoặc đẩy nha. Tại vì công suất nó rất là mạnh. Những con này thì dùng âm ly thì được này.
mà con này không biết dùng âm ly nó có khai thác hết được cái loa hay không, anh em dùng đẩy thì chắc ok hơn đó. Con này xin nhắc lại là giá là 900 ngàn một loa nha anh em, 900 ngàn một loa, hai loa giá 1,8 triệu. Con này thì hai loa mình không giảm được do là con này cái phí cái chi phí đầu vào khá như là cao. Lưu ý là hai coil nha anh em, mỗi coil là 3 ohm. Rồi, đây là cái cặp loa Erbay Super Erbay từ neo hai coil 27 à 22 cm. Trước đây á, là mình có mấy cặp, có một anh khách ở ngoài Hà Nội á, thì anh chốt cặp này, sau đó thì anh nói là anh muốn làm một cái thùng lớn hơn nên là anh đổi sang cái cặp là 27 cm, thì anh sẽ đổi lại cặp này. Cặp này anh báo là cái anh chưa qua sử dụng nhưng mà mình thấy có thấy hàn dây rồi. Đây, hàn có sao mình nói vậy luôn nha. Mình có thấy hàn dây rồi. Thì nói chung hàn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, mình đã test rồi. Còn mấy con này hát ok. Thì coi mình thì mình không có không 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 có mình vẫn thu lại, mình vẫn đổi cho anh ấy với giá là 600 ngàn như trước đây là anh đã từng từng mua của mình, và đổi cho một cặp cặp súp 27 cm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bán lại với anh em, cho anh em giá hỗ trợ đó là giá 500 ngàn nha. Tại vì cái chỉ vì là cái có vết hàn ở đây thôi. Mình hàng thì có sao nói vậy, hàng đã test ok, hàng này là hàng khách đổi lại vì muốn nâng cấp lên một cái loa lớn hơn. Khách chưa dùng, khách báo chưa dùng, thực ra là cái thời gian cũng ngắn, chắc là chưa dùng thôi. Tại vì về gửi về đó mất 1 tuần thì mấy hôm sau thì anh đã báo lại rồi là muốn đổi lại sang cái cặp khác lớn hơn nên là mình đổi luôn đó, mình hỗ trợ khách hết mình luôn. Nên nhưng mà dù sao thì cái này cũng đã có dấu hàn rồi, bán cho anh em với giá 600 ngàn như cũ thì cũng khó, thì anh em chắc cũng không có vui gì mấy, nên là thôi bây giờ giảm giá còn 500 ngàn. Anh em nào lấy thì một lấy thì báo mình ha. Còn có một cặp duy nhất, à còn có hai chiếc duy nhất, giá là 500 ngàn một loa nha anh em, 500 ngàn một chiếc, 500 ngàn một chiếc, hai chiếc thì 1 triệu vậy thôi. Rồi, con này mình test ở video trước rồi nha, mình sẽ không test lại nha anh em. À, xin nhắc lại, quên mất, sẽ phải nhắc lại với anh em đó là cái con này á là một coil của nó là 2 ohm, anh em sẽ phải đấu nối tiếp lại thành 4 ohm để mà chơi âm ly nha. Rồi, đợt này thì mình có về thêm được một số cái củ loa súp cũng của Erbay luôn, từ neo tương tự như cái súp vừa rồi mình giới thiệu, tương tự như cái súp vừa rồi mà có anh khách anh đổi á. Thì con này thì nó không có mặt lưới nha, anh em lưu ý nha. Con này là cũng là 20 cm, à đây, con này là toàn vành là 22 này, nhưng mà con này toàn vành là 20 nha. Đây, toàn vành là 20 đó. Con này thì không có mặt lưới nha anh em, con này mình bán giá là 550 ngàn, cũng hai coi nha, một coi là 2 ohm, hai coi 4 ohm đó, cũng của Erbay nha. Erbay nó có một, mình nói rồi, Erbay nó có một cái ngôn ngữ thiết kế rất là riêng, cái màng loa của nó rất là riêng, gần loa cũng vậy, nhìn vào là biết Erbay liền. Kể cả những cái con loa bass 10 hoặc là loa toàn giải 10 cm, nhìn vào nhìn cái màng loa là biết hàng của Erbay liền, nhìn cái màng loa và những cái củ loa là biết của Erbay liền đó. Erbay là một cái hãng sản xuất hãng hãng âm thanh xe hơi nổi tiếng, cho dân dân chơi xe thì ai cũng biết, nhưng mà nhiều khi anh em quen cái đồ gia đình rồi á, anh em không biết được cái tên hãng á, nên là mình nói luôn để cho anh em tham khảo. Rồi, con này giá là 500 ngàn một con nha, 550 ngàn một con nha anh em. Con này đập khá giờ lực. Nói chung là hai con này ngang ngửa nhau. Con này nó có con 22 này nó nhỉnh hơn một xíu. Đó. Thì anh em có thể về lấy con này về làm bát hoặc súp đều được hết nha. Rồi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ở trên số điện thoại trên góc phải màn hình ha. Rồi, con này giá giảm cuối năm là 550 ngàn. Tiếp đến là cái súp Sony đường kính 30 cm. Súp Sony 30 cm. Toàn vành của nó là 33 lẫn nha anh em. Mình 30 là mình tính cái ở trong là 28 này. Còn cả vành này nữa là 33 đấy. Rồi con này nó cao tới 16 cm lận. 16 cm lận. Con này thì mình giới thiệu ở video trước rồi. Nói chung là con này thuộc thuộc cái hàng khủng long. Nên là
Mình không có giới thiệu nhiều nữa nhưng mà mình quay đây để cho anh em biết là đợt vừa rồi ấy, mình về tới chục cặp lận, chục cặp lận mà bây giờ à chục con lận mà bây giờ còn có mỗi 4 con. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay nha. Đây, ở trong bên trong á, của nó là nó được là làm một cái khung nhựa bọc coi nha, khung nhựa nối kết nối giữa cái màng loa và cái màng nhện, ở trong đó là cái coi loa nha, chứ không phải như như những cái loa bình thường là họ chỉ nối cái dây đây, không phải như loa bình thường là chỉ nối dây này vào trong cái coi là xong. Đây là họ phải gia cố bằng một khung nhựa thì anh em biết được là cái chịu lực của nó như thế nào, cái độ mạnh của nó như thế nào, sẽ như thế nào khi mà đập rồi ha. Nhà sản xuất phải phòng hờ như vậy luôn á. Con này Sony chính hãng nha, nha anh em, made in Việt Nam nha. Đây, 4 ôm made in Việt Nam. Còn những anh em nào mà kỳ thị hàng Việt Nam á, thì xin vui lòng không có inbox ha. Tại vì á, thực ra là mình bán hàng á, có hàng ở đâu mình sẽ nói ở đó. Việt Nam giờ hiện tại á, cái dây chuyền sản xuất họ đã nhận gia công cho những cái hãng lớn, tức là những hãng lớn họ đặt hàng sản xuất tại Việt Nam ở Bình Dương á, có một nhà máy ở Bình Dương thì họ đặt hàng cái sản xuất hầu như tất cả các hãng rồi, Sony này, Kenwood này, Hyundai này, rồi kể cả BMW nữa, thì họ cũng đã đặt hàng ở kể cả Hackman, Hackman Cordon đó, một cái hãng âm thanh rất là nổi tiếng, cũng đã và đang có một cái dây chuyền sản xuất tại Việt Nam rồi. Cái đơn giản như là Samsung họ cũng đang sản xuất điện thoại ở Việt Nam rồi, AirPods 3, tai nghe của Apple cũng đang sản xuất ở Việt Nam rồi. Nên là cái chuyện mà sản xuất ở đâu nó không quan trọng, quan trọng á là cái chất lượng sản phẩm như thế nào, chất lượng sản phẩm, cái linh kiện đó đến từ đâu. Cái linh kiện ở Việt Nam á thì chỉ là cái nơi mà đặt cái nhà máy và đặt cái dây chuyền sản xuất thôi, còn mọi cái linh kiện, mọi cái chất lượng á, mọi cái chỉ tiêu chất lượng nó đều đạt, phải đạt và đủ tiêu chuẩn họ mới xuất đi được đó, anh em phải biết là như vậy. Nên là nếu như anh em nào mà thấy có made in Việt Nam mà vẫn còn kỳ thị á, thì mình cũng không biết nói như thế nào nữa, thì có thể là anh em bỏ qua cái video này, anh em không mua hàng của mình nó cũng được đó, anh em có thể tìm nguồn hàng khác đó. Mình chỉ chia sẻ đơn giản như vậy thôi. Rồi, cái Sony này là mình bao chính hãng nha, hàng chính hãng 100% đó. Rồi, giá thì đây, giá sale test nha anh em. Giá thì phải sale rồi, phải giảm giá rồi. Giá là 1,8 triệu, trước đây 1,8 triệu, bây giờ mình sẽ giảm 1,7 triệu, vẫn bao ship nha. Vẫn bao ship nhưng mà con này mình ship chuyển khoản, anh em lưu ý là con này mình ship chuyển khoản nha, tại vì hàng nặng, giá trị cao, mình ship chuyển khoản. Rồi, giá là 1,7 triệu, bao ship, tức là anh em chỉ cần chuyển khoản cho mình lo cái việc ship tới tận nhà. Và anh em lưu ý luôn, tất cả những sản phẩm của bên mình, bên khác mình không cần biết, nhưng mà bên mình sẽ đảm bảo cái sản phẩm ok tới tay người sử dụng, tức là mọi cái vấn đề về vận chuyển hoặc là bể vỡ hoặc là sản phẩm lỗi trước khi mà anh em sử dụng thì đều là chịu trách nhiệm của bên mình, và bên mình hoàn toàn chịu trách nhiệm, bên mình sẽ đổi mới. Nên là anh em đừng có lo cái chuyện là đóng hàng bể vỡ hay là như thế nào đó, là không có hàng hoặc là bị thiệt hại như gì đó, anh em không cần quan tâm. Chỉ cần anh em chỉ cần quan tâm là khi mà anh em thanh toán thì nhận được cái sản phẩm ok, sử dụng bình thường. Còn mọi cái vấn đề trước đó bên mình lo hết. Đó, chính sách của bên mình là vậy. Rồi, xin nhắc lại, cái sản phẩm này giá là 1,8 triệu, à quên, 1,8 triệu giảm còn 1,7 triệu trong mùa Tết nha. Qua Tết thì sẽ là giá cũ nha anh em. Mình chỉ giảm flash sale được trong cái cuối năm để xả hàng thôi. Qua năm nếu như nhập hàng có về hàng lại thì giá của nó vẫn là 1,8 triệu nha anh em. Giá cũ, hoặc là nếu như mình nhập được rẻ hơn thì mình sẽ bán giá rẻ hơn. Còn hiện tại thì giảm giá cuối năm từ giờ cho tới Tết, giá là 1,7 triệu một cái. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ qua tới mấy cái con chép nha. Chép là cái sản phẩm giảm giá nhiều nhất. Nó có con chép BMW giảm gần tới gần 20% lận. Rồi anh em cùng theo dõi nhé. À, trước khi mà đi vào giới thiệu mấy cái con chép mà thì mình sẽ nói sơ với anh em như thế này. Cái ở đằng kia là cái âm ly Yamaha. Âm ly này thì là âm ly xem phim thôi, âm ly 7.1, âm ly gia đình, nhưng mà công suất của nó cũng 200 mấy chục watt, nói chung đầu ra nó cũng lớn, khá như là lớn, thì có thể là sẽ không bằng cái âm ly anh em hát karaoke hoặc là nghe nhạc ở nhà, nhưng mà cái cũng sẽ một phần nào đánh giá được cái mức độ chịu đựng hoặc là mức độ âm thanh mà của mấy con chép. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu đến đâu.
thì mình sẽ test luôn đến đến đó. Đó, ở đây có một dãy chép đây, sẽ test luôn đến đó và gắn qua một cái bộ phân tần nha anh em. Tất cả đều qua một cái phân tần là cái tách tiếng á, JBL GTO. Đó, con này là theo cái GTO 609 này. Chốc nữa mình sẽ giới thiệu với anh em. Con này giá là 300 ngàn nha anh em. Đó, thì mình sẽ tất cả đều qua cái phân tần. Và mình giới thiệu tới đâu mình sẽ test tới đó cho anh em nghe lại cái âm thanh luôn, tại vì hầu hết là đã test âm thanh rồi, mình sẽ test cho anh em nghe luôn. Thì đó, mình mở bằng âm ly nha anh em, mở bằng âm ly đó, thì anh em sẽ phần nào đánh giá được là xem là có lắp đặt được ở nhà hay không, làm loa là nghe gia đình được hay không, hoặc là nghe trên xe nó sẽ như thế nào ha. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một lượt hết tất cả, sau đó mình sẽ test một loạt luôn nha anh em. Test cùng một lúc để cho anh em nghe và phân biệt được, nghe và cảm nhận được và phân biệt được là từng cái loại nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nói trước về cái chép của xe BMW này đi. Chép này thì do Hartmann Cardon sản xuất nha anh em. Chép này á, cái màng của nó là cái màng titan, màng kim loại. Và con này thì nó rất là dễ cấn nha anh em. Tức là để hai cái mà đè cái cạnh này lên nhau này, để chung á, nó sẽ bị cấn cái màng này. Thì những cái cấn màng như này á, hiện tại mình đang có 4 hay 5 cặp cấn màng như này, mình bán giá là 200 ngàn. Bán xả luôn nha, từ của nó là từ neo. Đường kính là 4 cm, cái vành loa là 3 cm. Thì lâu nay đang bán giá là 300 ngàn, cuối năm xả hàng thanh lý giá 250 ngàn một cặp nha anh em. Giá chưa gồm phí ship nha. Thì anh em nào mua từ 3 cặp trở lên thì mình sẽ hỗ trợ ship luôn. Đó, thì con này mình bán giao hàng thu tiền tại nhà toàn quốc nha anh em. Những cái mặt hàng nhỏ giá trị thấp á, thì sẽ bán giao hàng thu tiền tại nhà toàn quốc luôn. Còn những cái ví dụ như mà những cái loa cánh mà mắc tiền, hoặc là cái hàng dễ bể vỡ, hoặc là hàng cồng kềnh như là cái thằng súp á, thì bên mình mới yêu cầu là chuyển khoản. Còn những cái mặt hàng khác đều có thể giao hàng thu tiền tại nhà. Lưu ý là cái giao hàng thu tiền tại nhà thì cái cước phí nó sẽ cao hơn. Đó, anh em lưu ý cái điều đó. Rồi, cái này là xin nhắc lại là giá gốc là giá lâu nay đang bán là 300 ngàn. Giá hiện tại sẽ bán trước Tết là 250 ngàn. Qua năm thì sẽ về lại giá cũ nha anh em. Qua năm thì sẽ không có hàng nhiều đâu mà xả hàng liên tục như vậy. Mình xả để thu hồi vốn trước trong năm thôi. Thì qua năm thì sẽ về lại giá 300 ngàn nha anh em. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay là mua trước Tết nha. Đó. Cái nhắc lại là cái cặp mà có bị cấn móp như thế này giá là 200 ngàn này. Không cấn, đẹp, hoàn hảo á, thì giá là 250 ngàn một cặp. Đó. Ngoài cái loại này ra thì có một cái loại nữa là của Bowen Wiking, chả biết mình đọc có đúng hay không. Cũng sản xuất cho BMW luôn. Nhưng mà cái loại này thì nó sẽ không bao gồm tụ nha. À quên mất, lúc nãy chưa nói với anh em. Cái loại này là có tụ zin đi kèm nha. Đây là cái tay dây tụ zin đi kèm này. Tụ này là tụ có lô thì 4.7, có lô thì 5.6. Nhờ đó là mình cắt ra mình xem thử á. Còn cái loại này á thì sẽ không có tụ đi kèm nha anh em. Loại này trước đây mình bán 280 ngàn. Thì bây giờ sẽ bán giảm 50 ngàn luôn. Sẽ còn giá là 230 ngàn luôn. 230 ngàn một cặp. Và cái loại này rất là đẹp nha. Loại này nếu như anh em nào biết á thì à, xin lỗi nha. Loại này nếu như anh em nào biết á thì sẽ chế một cái bóng led ở đây này. Bóng led nó sẽ hắt sáng ra toàn cái vành kia màu trong suốt này này. Buổi tối rất là đẹp luôn. Ở trên xe BMW á, mình thấy có anh kia, anh nói chung gara làm á thì họ hay làm cái màng màng này là màng trắng bạc này, và cái sườn loa là sườn sườn chết trong này, thì họ làm cái đèn nó hắt vào á, rất là đẹp luôn. Ở cái khung ngoài màu đen chỉ sáng lên mỗi cái loa chép thôi, làm rất là đẹp. Thì chút nữa mình thử làm một cái xem như thế nào rồi mình chèn lên clip cho anh em xem thử nha. Con này thì cái tiếng của nó thì cũng hai cái thì tiếng nó cũng xem nhau thôi, hãng khác nhưng mà thiết kế y chang đó. Có con một số con thì bị cái tem nó về nó rách á, rồi trầy xước nhiều á, mình thấy xấu quá nên là mình cạo hết đi nha. Đây tem này, mình cạo hết đi nha, bóc hết đi. Đó. Nên là có tem, có cái không tem nha anh em, nhưng mà đảm bảo vẫn là hàng zin chuẩn nha. Đó, con này bán giá là giá thanh lý là 230 ngàn một cặp, qua năm sẽ lại về lại giá cũ nha anh em. Thì chốc nữa mình sẽ test âm thanh chung một loạt cho anh em nghe thử luôn.
chứ bây giờ mình sẽ chỉ giới thiệu sơ thôi ha. Rồi, ở bên này là cái loa chép của tháo từ cái loa đồng trục của JBL. Nhưng mà đồng trục này là đồng trục hình oval nha anh em, là công suất cao hơn. Đó, con này thì là hai đường tiếng, một bên ở đây, một bên đây, hai tức là nó có hai loa chép trên một cái thân loa và cùng một ngõ vào, có hai loa chép. Thì cái màng của nó thì hình như là màng màng này là màng, nói chung cũng không không rõ là màng gì đâu, nhưng mà không phải là màng lụa, không phải là đom lụa. Đom lụa thì nó sẽ khác, đom lụa thì anh em nhìn nó sẽ biết liền. Đây, đây là đom lụa này. Đó. Đây không phải đom lụa nhưng mà màng gì á, nói chung là hãng làm mình không rành đâu. Nhưng mà tiếng của nó khá là hay nha. Khá là hay, mặc dù tiếng nó không có lớn, không có lớn như BMW hoặc là mấy con khác hay là Kenwood, nhưng mà tiếng nó khá là hay. Thì trước đây giá là 250 ngàn một cặp, thì hiện tại sẽ giảm giá còn 200 ngàn một cặp nha anh em. Đó, hiện tại sẽ giảm giá còn 200 ngàn một cặp. À, con này á thì do là cái mình để đây á hơi lộn xộn, thì nó có thể nó sẽ có cái có vết trầy nhẹ như thế này, nhưng mà hầu hết là đều là đẹp, đều là đẹp nha. Đó, vì những cái loa đồng trục của JBL á, cái loa mà mấy triệu một cặp á, mà nó ví dụ nó bị cạ coi hoặc là nó bị lủng màng hoặc là bị gì đó trong quá trình vận chuyển đó, thì sẽ tháo những cái cặp này ra thì bán riêng, thì giá 200 ngàn một cặp là rất là rẻ rồi. Chốc nữa anh em cùng nghe thử cái âm thanh xem như thế nào nhé. Đây sẽ đo kích thước cho anh em xem thử nha. Chiều dài của nó là 8.5, chiều ngang của nó là 4.5, cái trục sâu, chiều sâu của nó, trụ sâu là 8.5 luôn, gần 8.5. Thì cái trụ này á, nó chỉ là một cái phần đế nhựa thôi, một cái phần đế nhựa để họ gắn vào cái loa đồng trục cho nó cao lên á. Anh em nếu như không có nhu cầu thì anh em có thể cắt ngắn đi cũng được, không vấn đề gì hết. À, bây giờ mình sẽ đo lại cái chép Kenwood cho anh em, à quên, cái chép Hartmann cho anh em xem thử nha, cái chép BMW á, mình hay gọi tắt là BMW. Cái cả vành của nó là 4 cm nha. Còn cái màng loa của nó là 3 2.8, 2.8 cm. Đó. Từ cuốn loại này từ neo nha anh em. Còn cái này thì không biết là từ gì, tại vì nó đúc kín ở trong rồi, không biết được là từ gì. Này cũng cũng là từ neo nha, từ neo cực kỳ mạnh luôn. Mấy con này nó có dầu ở bên trong á, dầu chống cháy cực kỳ mạnh luôn. Tiếng sáng sắc hay. Rồi, à, ngoài ra thì bây giờ ở bên mới về đợt vừa rồi ấy, mình có về hơn 100 cặp cái chép GTO 609C. Con này thì khỏi nói rồi, con này nhỏ xíu à, nhưng mà rất chi là có vỏ nha. Đây mình bóc ra thử này, con này nhỏ xíu này nhưng mà đánh cực kỳ lực nha. Căn này, con này của JBL nha, nó theo cái loa GTO 609C á. Cái loa đó bát, cái loa đó công suất hình như là 200 250W thì phải á, maximum á. Đấy, con này đường kính là 3 cm nha, nhỏ xíu thôi nhưng mà đánh rất là hay nha, tiếng sắc sáng cực kỳ luôn. Chốc nay anh em nghe thử, con này mình đã từng ghép với lại cái loa bát Sony rồi nè. Đó, con này hiện tại thì giá bữa trước là 190 ngàn, giờ giảm còn 180 ngàn. Thực ra là giá này rất sát cái giá nhập rồi nên là không thể mà giảm thêm được, anh em thông cảm ha. Thì mình bán thanh lý xả hàng. Cái loa chép Kenwood này thì chắc là không còn xa lạ gì với những anh em đã từng xem kênh, đã từng xem cái video của mình nữa. Thì hồi xưa thì cách đây một năm mấy thì mình đã có từng bán rồi, giá là 320 ngàn một cặp. Đây, hôm gần đây nhất thì có một cái video mình ghép với lại có loa Sony á, mình làm cái đế bằng cái móc áo mà sơn lên á, làm cái chân đế, nói chung cũng đẹp. Con này thì phù hợp với những cái loa mà từ 30 đường kính từ 30 cm đổ lại, em có thể chơi với âm ly hoặc là cái những cái loa lớn hơn. Còn những cái loa cánh kia thì nó sẽ, những cái loa chép nhỏ kia thì nó sẽ phù hợp với loa từ 20 đổ lại, hoặc là cái GTO thì chỉ 16 đổ lại thôi. Đó, chứ còn con này thì chịu được cái công suất cao, tiếng cũng lớn và cái loa ghép được với những loa lớn hơn. Thì con loại này mình có hai loại nha anh em. Một loại á, ba đây là ba đường tiếng nha. Ba đường tiếng là trắng bạc này, đây là màu vàng này. Đó, nhũ vàng này. Và một loại nữa là có hai đường tiếng. Đây, chỉ có hai thôi. Anh em nhìn này. Ở dưới đây không có chép phụ nha. Đó, thì cái hai đường tiếng này không biết mình còn nhiều không, chắc còn vài cặp à. Vài cặp bán giá là 220 ngàn một cặp. Còn cái ba đường tiếng này thì đang từ 320 giảm xuống còn 280 ngàn một cặp nha anh em. Đó, giá này là giá cuối năm nha, đến qua năm thì sẽ vẫn lại giá cũ nha anh em.
Em lưu ý là khi mà đặt hàng thì nếu như mà anh em không nhắc là chọn vàng hay bạc á thì mình sẽ gửi ngẫu nhiên nha. Còn ví dụ như anh em cần lấy màu nào thì mình phải báo lại mình mới lựa mẫu nha. Mình mới lựa màu nha. Thì cái loa này cũng là loa tháo, tháo ra đồng trục của Kenwood. Một cái cặp Kenwood này nó công suất nó tới 300 mấy chục watt, gần 400 watt lận. Nên là tiếng nó cao lắm, tiếng nó lớn lắm. Tất nhiên là trong quá trình tháo nó sẽ có xước xát này kia. Đây, cái vành có thể nó sẽ có sức nhẹ nhưng mà vẫn rất là đẹp nha. Gần như là 90 95 98%. Đây, mình phải bọc kỹ lại. Không có tại vì cái mặt của nó dễ xước lắm. Mặt cái vành này nó dễ nó nhũ nên là dễ xước lắm. Còn từ của nó là từ ferrite. Cái này cũng là cái trụ thôi, cái cũng là cái trụ đế thôi, anh em có thể bỏ đi cũng được này. Đường kính của nó thì đây đây mình sẽ đo kích thước luôn này. Cái đường kính chiều này là 6.5 cm này. Chiều này là 10.5 cm và chiều sâu là 7 cm. Đó thì anh em có thể cắt ngắn cái phần này đi thì sẽ còn lại chừng 3 cm thôi, 2.5 cm thôi. Không có nhiều. Đó, không có sâu lắm đâu. Rồi, chốc nữa mình sẽ test âm thanh luôn cho anh em cùng một lúc nha. Cho nghe tất cả các cái chép cùng một lúc để anh em tự cảm nhận được là cái nào nó phù hợp với nhu cầu của mình rồi lấy cái loại nào thì anh em báo ha. Rồi đây là cái xả hàng thanh lý nha anh em, nên giá này giá xả hàng cuối năm nha, còn qua năm giá sẽ khác nha. Xin nhắc lại một lần nữa là cái cặp này giá 320, giảm còn 280 ngàn một cặp, giá chưa bao gồm phí ship. Tiện đây thì mình sẽ cũng sẽ giới thiệu luôn một số cái cặp chép nhỏ nữa. Đây, để mình quay luôn cho anh em. Đây, mình đã sắp xếp hết một loạt tất cả những cái mẫu chép mà hiện tại bên mình đang có nha. Đây là cái chép màng cũng không biết màng gì, mình gọi là màng nhựa. Từ neo nhỏ có tụ, có dây sẵn. Cái này là 60 ngàn một cặp này. Loại này là của Sony này, Sony cũng tháo loa đồng trục nhưng mà cái dạng cái loại đồng trục cái công suất thấp. Và để ngoài á, cái màng này rất chi là dễ cấn này, anh em nhìn này. Màng này rất chi là dễ cấn nên là mình sẽ bán rất chi là rẻ luôn. Cái này cũng hai đường tiếng nha anh em, hai quay nha. Đó. Chép này hình như là chép thầy anh thì phải. Đó. Hai quay luôn nha. Thì con này mình đang bán giá siêu rẻ luôn, chỉ có 55 ngàn một cặp thôi, có hai mẫu như thế này, mẫu xéo hoặc là mẫu này, tất cả đều là cấn nha. Tất cả anh em nhìn cái vành của nó đều cái màng của nó cấn hết nhưng mà nghe bình thường hết nha. Thì để chốc nữa mình sẽ test âm thanh luôn. Đây là cái chép Hackman. Thì chuyên cái dòng này là chép lụa, đom lụa, chưa có tụ nha, chưa có tụ có dây gì hết. Này là chuyên cho anh em chế loa Bluetooth, hiện tại cái này mình còn độ mười mấy cặp thôi, không còn nhiều. Đây một cặp nó sẽ đóng như thế này, đóng nguyên bản nó một cặp đấy nó sẽ như thế này. Đó. Con này nghe tiếng rất là hay nha. Kích nó cũng tương đương kích thước với lại cái GTO luôn. Đây, đây là cái GTO lúc nãy mình đã có từng có nói ở phần trước rồi, ở lúc trước rồi. GTO. Đây là JBL đồng trục. Đây là BMW và Kenwood. Bây giờ mình sẽ test âm thanh hết tất cả một loạt cho anh em nghe thử nha. Nãy giờ thì mình thu âm bằng cái mic cào thì tiếng của nó sẽ khi mà thu ở ngoài thu mà thu âm nhạc đó, thì nó sẽ không có được chân thực, nó chủ yếu vần lời là chủ yếu. Bây giờ mình sẽ bỏ ra và đang thu bằng cái camera bằng cái mic của điện thoại luôn nha, tức là không có qua một cái thiết bị gì hết. Thì mình sẽ mở luôn một cái bản nhạc xuyên suốt và dùng âm ly Yamaha lúc như lúc nãy mình nói, và qua một cái phân tần GTO. Đó, phần đàn GTO thì để đây dây nó có giới hạn nên là anh em thông cảm. Đó, chỉ có để thầy kéo dây lại thôi cho anh em thấy được thôi. Và không có chỉnh âm lượng gì hết. Cứ để nguyên một mức như vậy để cho anh em cảm nhận được là cùng một cái mức công suất âm lượng, cùng một cái bài hát thì những cái loa như ở đây thì nó sẽ ra cái âm thanh như thế nào cho anh em tiện cái việc cảm nhận nhá. Đầu tiên sẽ là con chép mới có tụ sẵn nha anh em, nhưng mà con này thì mình sẽ câu không có tụ này, tại vì mình dùng phân tần rồi, mình câu không có tụ nha. Thank you.
Cảm nhận sơ qua thì con này tiếng lớn, đanh nhưng mà hơi hơi gắt một xíu, thì có thể phù hợp với những cái loa từ 20 cm đổ lại, nhưng mà với những loa 20 mà gắn con chép nhỏ như thế này thì sẽ không có được ổn lắm, nên là anh em có những con này phù hợp với lại làm loa chế loa Bluetooth thì sẽ ok hơn nha anh em. Tiếp theo là sẽ cái chép của Sony tháo loa đồng trục. Con này thì phù hợp với lại những cái loa 16 cm đổ lại. Con này nghe tiếng mềm hơn, dịu hơn, không có gắt như là con này nha anh em. Con này giá, xin nhắc lại, giá là 60 ngàn một cặp. Con này thì giá là 55 ngàn một cặp nha. Hai mẫu, mẫu nào cũng như nhau, 55 ngàn một cặp, đồng giá hết. Đây, con Hackman cái màng lụa này, chép đom Hackman màng lụa này chuyên để chế loa Bluetooth nha. Con này thì đường kính nó nhỏ. Nó chưa tới 3 cm nữa. Nhưng mà tiếng rất là mềm, dịu, không chói. Anh em chế loa Bluetooth mấy cái loa mà 10 cm hoặc là hơn xíu 12 cm thì hay lấy cái loại này. Loại này phù hợp với những cái loa như vậy. Còn lớn hơn thì có thể tiếng nó sẽ, tiếng chép nó sẽ bị đuối, không có hợp. Thì anh em có thể ghép cái loa này với lại cái cặp loa bass 10 cm của mình hay bán đó. Đó, phù hợp. Đây là cái loa chép GTO là như lúc nãy mình đã giới thiệu rồi này. Con này thì phải nói, xin nhắc lại một lần nữa, đó là tiếng rất là thánh thót, sắc bén, cao, tiếng lớn. Đó, thì con này phù hợp với những cái loa mà có thể rướn lên được những loa 20 cm đến loa 16, 10 cm cũng ok luôn. Thì con này nó, tại tiếng con này khá là lớn, nói chung là từ 20 cm đổ lại là phù hợp ha. Con này mình nghĩ là cũng sẽ phù hợp với những cái loa từ 20 cm đổ lại. 30 thì có sẽ bị hơi bị thiếu chép nhiều, nói chung là nó sẽ không rớn lên hơn được, và tiếng nghe nó sẽ nghe nó dịu hơn, nhưng mà nghe nó nhỏ hơn cái thằng GTO này nha anh em. Đây, sang tới Point Viking. Với hai cái loa này á, với hai cái loa chép cái bên đớp này thì cũng có thể ghép được với cái loa từ 20 cm đổ lại nha, có thể lớn hơn một xíu nữa lên 22, 25 gì đó. Tại công suất nó cao, công suất nó có tiếng nó có thể còn lên hơn được nữa, nhưng mà mình để một mức để cho anh em cảm nhận được.
bị chạm hay sao. Đó, và cuối cùng là cái em chép Kenwood 3 đường tiếng. Đó, như anh em cũng đã được nghe thử và cảm nhận thì có thể là cái âm thanh mà tái tạo ở bên phía anh em bằng tai nghe hoặc là bằng dàn âm thanh hoặc là bằng cái loa điện thoại nó sẽ không có được chính xác cho lắm so với lại cái thực tế. Tại vì đây là cũng đã quay qua một cái mic điện thoại này, cộng với lại cái đầu phát nó có chuẩn hay không nữa. Nên là anh em bình thường mình hay ghi một cái thông báo là khi mà anh em nghe âm thanh test anh em nên đeo tai nghe, đeo tai nghe chất lượng tốt một xíu hoặc là dàn âm thanh gì đó. Thì cái những cái con chép này á, thì mình như khi mà mình test mình cũng đã nói luôn rồi, những cái loa có thể á, là cái loa này phù hợp với cái có những cái phối ghép phù hợp với nhau thì nó mới hay được. Không có một cái loa nào là hoàn hảo cả, không một loa nào là hay nhất cả, chỉ có cái loa là phù hợp hay không. Có thể nó phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người kia. Thì ví dụ như cái loa này phù hợp với những cái loa mà từ 10 cm hoặc là 16 cm đổ lại này. Ở cái này cũng vậy này, cũng từ 10 cm, 16, 12, 14 thôi. Đó, con này thì từ 12 đổ lại, 12, 14 đổ lại thôi. Con này thì được lên rớn lên được, có thể lên 20 đổ lại chẳng hạn. Con này thì cũng lên được 16, 20. Con này thì được 22, 25 cm đổ lại cho tới 10, 14 cm. Còn nhỏ hơn thì tiếng chép nó sẽ bị nhiều, nó sẽ bị dư. Đó, con này thì kết hợp được với những cái loa lớn hơn, ví dụ 30 hoặc là hơn 30 cũng được này. Đó, thì có thể là người thích chép nhiều, người thích bass nhiều, nhưng mà suy cho cùng á thì là anh em sẽ phải phối ghép làm sao cho nó phù hợp để cho nó cân bằng, chứ không có một cái loa nào gọi là hay nhất cả. Có thể là hay với người này nhưng mà sẽ dở với người kia chẳng hạn. Đó, đó tùy gu mỗi người. Đó, rồi kể cả như loa bass hoặc loa mid cũng vậy nữa. Thì anh em cứ tìm một cái loa phù hợp với mình là được. Mình gu mình tùy vào cái gu nghe của mình. Ví dụ mình hay nghe cái dòng nhạc nào thì mình sẽ lựa cái loa phù hợp với dòng nhạc đó. Ví dụ như đây, nói đơn giản đi. Mình sẽ tắt qua sang cái loa bass loa cánh 16 chẳng hạn, để mình ví dụ cho anh em cho nó dễ hiểu. Ví dụ như những người mà thích dòng nhạc bolero, nhạc trầm, nhạc ấm, nhạc dịu nhẹ thì thích cái âm trầm, thích cái thằng GTO 6 là quên thích cái thằng 605 CSQ này. Lý do là nó có thể xuống được những cái âm bass âm rất là sâu, gần với cái dải trầm hơn. Nhưng mà bass của nó đổi ngược lại thì bass của nó sẽ không có được lực, không được mạnh như là cái Sony. Đó, như là cái Sony như thế này. Nhưng mà thằng Sony lại không thể xuống sâu được như thằng 605. Thì mỗi người có mỗi gu nghe khác nhau. Ví dụ như người mà thích dòng nhạc bolero, dòng nhạc trữ tình á, thì họ hay lựa cái 605 do là nó có thể xuống được những âm rất, nốt rất là trầm ấm, và nghe nó tiếng bass nó dịu nhẹ, nó dễ chịu. Còn những ai mà hay nghe nhạc đen á, nhạc trẻ á, thì lại thích cái thằng Sony này. Thích Sony lý do là cái tiếng bass của cái thằng Sony nó lực, nghe nó mạnh mẽ, nghe nó chắc chắn, nó mạnh mẽ và nó phù hợp với lại cái người trẻ hơn. Đó, nên là mình mới nói là mỗi người sẽ có mỗi cái gu nghe nhạc khác nhau, mỗi cái sở thích khác nhau. Thì bình thường tư vấn loa mình sẽ không có hỏi là khách hay hỏi là cái loa nào của em hay nhất, thì mình hay hỏi ngược lại khách á, là
hay nghe dòng nhạc nào, anh hay nghe dòng nhạc nào và cái tài nhu cầu tài chính, nhu cầu là tài chính là bao nhiêu, công suất bao nhiêu để mình tư vấn cho nó dễ. Chứ nhiều anh em hỏi một câu là loa nào hay nhất thì mình không thể trả lời được, chắc chắn là sẽ không thể trả lời được. Có thể hay với người này, xin nhắc lại là có thể hay với người này nhưng sẽ là dở với người kia. Có nhiều người thích trầm ấm, có nhiều người thích mạnh mẽ, đó mỗi người mỗi cái gu khác nhau. Rồi, ok, bây giờ sau khi mà mình đã test xong hết tất cả loa chép thì bây giờ mình sẽ qua cái thằng trung chép nha, thằng trung và thằng chép, và chốc nữa sẽ sang cái bát, loa bát và loa sub. Ok nha anh em. Tiếp theo cái phần sau cái phần giới thiệu loa chép thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái cho anh em ba cái mẫu loa sẽ hỗ trợ bổ sung cái phần lời và phần giải trung và giải cao, đó là mình hay gọi là trung và chép á. Thì đây là ba cái mẫu, hai mẫu đồng trục và mẫu loa trung không, loa trơn đó. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái RX628 trước nha. 628 thì chắc là nhiều anh em cũng đã biết rồi. Loa này là loa của JBL, hàng chính hãng. Cái nó ở trên thân loa có thêm một cái loa chép đồng trục. Ở đây là cái loa mid. Cái này có bass nhưng mà bass khá chỉ là ít. Nói chung là chủ yếu là bổ sung cái giải trung và giải chép thôi. Con này là 3 ohm nha anh em. Công suất thì ở đây họ có ghi rồi. Đây là 25W là đánh liên tục. Và 75W là maximum pick á, là đánh trong thời gian ngắn á. Thì con này á thì theo mình cảm nhận á thì giải cái nghe phần lời của nó rất rất là mượt mà, không có bị chói gắt, chép cũng vậy, chép sáng cao nhưng mà không có bị gắt. Đó. Còn cái đây là cái loa đồng trục, cũng đồng trục giống y cũng đồ thiết kế tương tự luôn, cùng một kích thước. Đường kính là 8 cm, lỗ ốc là 10 cm, hai con này cùng thiết kế như nhau. Nhưng mà con này á cái âm nói chung là tiếng của nó hơi gắt hơn một xíu so với lại không không được mượt mà như cái thằng JBL. Đây là của Opa nha anh em. Opa là một cái hãng chuyên âm thanh xe hơi. Thì con này cũng là lồng trục thôi nhưng mà giá của nó thì khác biệt hoàn toàn. Một cặp này hiện tại một loa này hiện tại mình đang bán là 450.000, Tết sẽ sale giá là còn 400.000 một cái. Lưu ý là loa này bán một cái anh em, còn lại đều bán cặp hết nha. Loa này và loa súp bán theo cái, hoặc là ví dụ như anh em mua cặp thì giá sẽ là 750.000 một cặp. Đó. Thì cái loại này á thì giá là hai lâu nay đang bán giá là 290.000 một cặp, sẽ giảm còn 260.000 một cặp. Đây, đó. Rõ ràng nha. Cái này có hai loại anh em. Cái loại này loại loại của Opal nó cũng sẽ có hai loại. Đó là loại đít bằng và đít lõm. Nghe không khác gì nhau hết, nhưng mà có cái là đít bằng á, đít lõm á thì nó có tụ sẵn rồi này, có tụ sẵn rồi này. Còn đít lõm thì chưa có tụ nha. Đó, chưa có tụ anh em, mình sẽ tặng kèm tụ cho anh em về cái tự hàn nha. Đó. Hàng gần như mới nha anh em. Thì con này công suất thì cũng cũng tương đương con này thôi, trở kháng cả hai con đều là 3 ohm hết đó. Rồi xong hai cái con này, tới cái loa mid, loa trung của thằng Yamaha trở kháng là 6 ohm, công suất là 20W. Với cái loa này á thì anh em lưu ý, đặc biệt lưu ý là không có mở âm bát ở trên cái loa này nha, tức là anh em buộc phải gắn phân tần. Tại vì á, con này mà lẫn cái giải bass vào á, thì nếu như anh em mở bình thường không sao, mở nhỏ không sao, nhưng mà mở lớn thì nghe nó cái sẽ bị rè. Đó, nó không được thiết kế để cho hoạt động ở giải bass. Đó, loa này là chỉ là loa mid thôi nha anh em. Lưu ý nha. Con này mà cái lời của nó rất là sáng và mượt nha, trong lắm. Nói chung là nghe rất là hay. Con này anh em có thể làm loa thùng này, làm loa thùng này, rất là hay nha. Ghép với một cái loa bass nào đó nữa, nhưng mà anh em buộc phải qua phân tần nha, con này của Yamaha. Rồi. Cái loa này á thì hiện tại đang bán với giá là 500 ngàn một cặp nha. Cái này là hàng mới về, về lần đầu luôn. 500 ngàn một cặp nha anh em. Đó. Loa này thì cái đây mình sẽ đo luôn cái kích thước cho anh em. Cái vành loa là 10 cm. Đường chéo lỗ ốc là 11.5, 11.3 gì đó. Đó. Chiều sâu thì 5.5, gần 6 cm tầm đó. Rồi, con này thì hiện tại chỉ có 7 cặp thôi nha anh em, không có nhiều, chỉ có 7 cặp thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ test âm thanh của ba cái con này cho anh em nghe thử nha. Với hai cái con loa trở kháng 3 ohm này á, thì mình sẽ phải mở cái mức âm lượng vừa phải, tại vì cái trở kháng nó thấp. Còn con này á, thì mình sẽ phải tăng cái âm lượng lên một xíu nha anh em, thì sẽ phải mở lớn lên hơn một xíu so với bình thường. Rồi ok anh em cùng nghe thử nha. Bây giờ sẽ test hai cái con loa trung chép này trước nha anh em. Đây là loa đồng trục nha, xem anh em xem có sự khác biệt gì không nha. Hai con này á, độ nhạy nó, à quên, hai con nhạy này là trở kháng của nó là 3 ohm, con này là 6 ohm, nên chốc nữa mình sẽ test con này phải mở âm thanh lớn hơn một xíu nha anh em. Rồi bây giờ là cái JBL này. Cuối cùng là cái loa trung. Lưu ý nha, xin nhắc lại nha, đây là loa trung nha, không có chép nha, nên là anh em sẽ nghe sẽ thiếu tiếng chép ấy nha. Đây là cái mức âm lượng của hai dấu như mở hai cái kia, nhưng mà là con này là 6 ohm nên là sẽ phải mở lớn hơn nha. Rồi, đó anh em cũng đã nghe và cảm nhận rồi. Thì anh em sẽ hiểu vì sao mà cái mức giá nó chênh lệch như vậy. Cặp này, một cặp giá là 290.000, đang giảm giá còn 260.000 nha anh em. Rồi, cặp cái loa JBL 6GX328 này, loa trung tâm, đồng trục này, giá là 450.000 một chiếc, giảm còn 400.000 một chiếc. Một cặp thì giá sẽ 750.000. Đó, giá mùa Tết nha, tức là giá thanh lý hàng mùa Tết á, còn qua năm thì giá tất cả đều đồng loạt lại trở về như cũ nha anh em. Chứ mua sau Tết thì giá sẽ phải như cũ thôi. Đó, còn cái cặp này, cặp trung này anh em có thể gắn được với lại những cái dàn kết hợp với những làm những cái dàn trung này, dàn loa có chừng ghép với loa chừng 20-30 chắc cũng được đó. Trung rất chi là sáng nha, trung âm rất chi là hay và sáng mượt nha, rất chi là mượt, con này của Yamaha. Và con này thì anh em lưu ý xin nhắc lại một lần nữa là không phù hợp với lại cái loa bass nha. Tức là anh em sẽ phải bắt buộc phải ghép phân tần, có phân tần thì mới được. Chứ nếu như để nguyên những cái mở những bài bass lớn là nó sẽ bị rè. Đó, đặc biệt của con này nó là như vậy. Loa sẽ có hơi trầy sức một xíu nha. Rồi, ok, thì anh em cũng đã tham khảo sơ được rồi. Thì chắc là mình sẽ xin kết thúc phần 1 của video tại đây. Thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở phần 2 của video, phần tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.